Chương 1, bánh bao trứng cút, thập nhẫn hâu theo. Có thiệp gì nè? Đâu? Thân gửi thầy trò tạng nót, được đám đệ báo rằng, mọi người sắp đi qua tệ xá, tôi ngưu ma rời rất lấy làm vui mừng. Ngày mai, nhân ngày đầy tháng của cậu khuyển tử, 13 thầy trò đến dân tiệc. Sư phụ ơi, xa xa ơi, con chó nhà ngu ma dơi, đầy tháng, mời cả nhà mình đi ăn cỗ kìa. Ui da, đau. Không hả, con chó nào mà biết mời tiệc, ai lại mời đi ăn đầy tháng chó bao giờ? Đây, rõ ràng họ bảo đến dự đầy tháng khuyển tử. Kể cũng kỳ, tại sao lão không nuôi dơi, nuôi trâu mà lại nuôi chó? Thiệt là bó tay, khuyển tử ở đây có nghĩa là con của ngu ma dơi đó. Ôi chúa ơi, ta bận rồi, có mau trả. Trời ơi, thực đơn gì mà ngon quá, mật ong ngâm tỏi, gà xào lá hẹ, bánh bao nhân trứng cút. Sao mà nhiều món quá vậy? Nhìn mà thèm. Đợi đã, con mau trả lời người ta, thầy cho mình sắp đến đi. Nhà của Ngưu Ma Rơi. Oh my god, wow. Đồ ăn gì đâu mà ngon quá đi, ộp ộp, không thể dừng được. Lâu rồi không gặp. Các vị cứ tự nhiên he, đồ ăn còn nhiều lắm. Nhàm nhàm nhàm, sọc sọc, Nghe nói Ngu Đại Dương lần này đón đứa con thứ 20 hả? Khà khà, bác sư phụ nói đùa, đây là cháu thứ 21 của tôi. Nhìn mà thèm chảy nước miếng. Mọi người chờ một chút, mang món chính lên. Dạ, có ngay. Đây là món lẩu cai gâu, được làm từ loại mực hiếm có. 5 năm mới có một mùa, món này mỗi bàn chỉ được một phần. Mọi người cứ từ từ mà dùng. Nghe nói thôi, đã biết là ngon rồi. Thơm, thơm quá, đúng là dẻo có khé. Nhầm, nhầm, sộp, 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 nhầm, nhầm. Mình cũng phải ăn mới được, món này nhìn là biết ngon rồi. Ai vô, lại kèn tán nốt hả? Thật không ngờ, mọi người cũng ở đây. Sao tự nhiên lại lội ra vậy? Đồ ăn thì chờ sẵn rồi, không thấy hả? Trùng hợp quá. Bà la bà la bà la, bà lô bà lô bà lô. 30 phút sau. Nấu gì mà dài như đĩa, giờ mới chịu đi. Phải quay lại ăn để kéo nguội. Không, không còn một miếng. Sư phụ ạ, hơn cả đợt ăn ở quán kia nữa. Căng cả bụng. Mà tại sao sư phụ không ăn? Ta không thích ăn, ta nhường cho các con đây. Quả là sư phụ có khác. Hoan hô sư phụ. Không thích cái củ cải nhà chúng mày, tại sao ăn mà không chừa cho tao? Mấy thằng khốn nạn. Ông trời thật là bất công. Ngủ mai dơi bảo mỗi bạn chỉ có một phần, đâu còn nữa mà xin thêm. Hey, thôi, ăn bánh bao vậy. Trong, trống trơn, không còn một cái. Quý khách chờ một lát, sắp có mẹ bánh mới rồi. Cậu cứ làm từ từ, ta không giỏi, ta ăn súp cua là được. Súp, súp, trời ơi ngon dữ. Lấy thì một miếng nữa, chắc không sao đâu. Lỡ tay, hết nồi luôn. Bánh bao mới ra lò đây. Bánh bao tới rồi, bánh bao tới rồi. Sao có cảm giác không khí âm u dữ. Lạ và lạ. Sao giờ ăn thì nhục, mà không ăn thì hết. Thôi, quyết định rồi. Đem bánh bao này nấu cho mấy đứa đệ tử là chắc không bị nghi ngờ đâu. Cho mấy trò, hãy nhớ là mấy trò chứ ăn bánh bao. Dạ, 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 đúng rồi. Sư phụ buông lắm. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Nhạm nhạm nhạm. Bánh bao ngon quá. Bánh bao ngon quá. Nhìn chúng ăn mà thèm. Hử? Xa đệ, tại sao đệ lại có nhưng ba chân? Đổi cho ta đi. Của đệ, là của đệ. Trời có mắt cả đây. Nghiệp mà,
Nhiếp mà, thằng thì hai cái, hai tay, thằng thì không có cái nào. Ờ, sư phụ, về chứ ạ. Con còn phải xem livestream bán dưa ở Cao Lão Trang nữa. Về thôi. Đứng lại. Yêu quái, hả sư phụ? Đâu? Có việc gì vậy, sư phụ? Vậy là bố tao hay gì mà đi trước? Hả? Là sao ta? Sư phụ, hôm nay sao vậy? Vậy là bạn tao hay gì mà đi ngang hẹn? Là sao, tụi bay? Ta có phải thù nhân đâu mà cần chúng bay ác giải. Sư phụ, tụi con làm như thế nào cũng bị chửi. Thế, tụi con phải đi như thế nào ạ? Thế, lẩu cài của ta đâu? Bánh bao của ta đâu? Nhanh, bỏ giấy ra đây. Để làm gì ạ? Thầy viết thư cho bố mẹ. Xuân này, con không về. Tiêu rồi chúng bay ơi. Mọi người nhớ follow, theo dõi, ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn đã xem.